Hôm nay mình bán cái lô trung nu đó nha bạn, trung nu mini. Cây này cái phong cây nó đẹp lắm. Tức là cái cốt này, cái cốt thì nó đẹp nhưng mà nó mọc cành không trúng các bạn. Cây này chắc mốt cành mượn. Chỗ này nó không có cành các bạn thấy không? Chỗ này xưa người ta cắt nhưng mà nó không có mọc cành. Cái này bán lẻ phải dẫn một cái cành ở đây lên ghép áp vô đây nè cho nó dính ra một cái cành ngay chỗ này. Còn nếu mấy bạn chơi mini giải trí, chơi nói chung cây này nó không phải là cây mắc tiền, chơi giải trí thì uống một cái cành lọt nha. Lọt gì đây thôi, chơi cũng được. Nói chung bỏ qua cái cành chỗ này luôn. Cái chỗ này nó không có mọc cành nè mấy bạn. Lấy nếu mà ấy mấy bạn lấy mấy cái tược chứ đầy dẫn lên ghép áp vô. Một nó dính một cái cành chỗ này, uống một cái cành ra chỗ này mới trúng. Một cành ra chỗ này nè. Uống một cái cành ra chỗ này nữa nha mấy bạn. Ra ra đây nè. Chỗ này nó không có mọc. Rồi người ta bỏ luôn, nói chung người ta làm người ta bỏ luôn. Nói chung mấy cái này mini chơi tí cái phong chứ phong cây nhìn nó cây nhìn nó đẹp, xẻo trước liền nó nha bạn. Đế rồi nhìn nó cũng được, cây này đế nhìn nó cũng nở, nhìn cũng được. Chắc khoảng 20. Phong cây nó chuyển ngọn đẹp, cây trực lắc, giống như cực đẹp, cái bài đẹp. Nhưng mà con cái nó không mọc chỗ này thôi. Uống một cái cành đây cũng được, chơi giải trí mà mấy cái này gì rẻ tiền chơi giải trí mà. Không thành vấn đề mấy bạn, miễn mấy bạn uống khéo luôn. Cái này chơi trí. Chỗ này nó có bị gì không ta? Chỗ này nó có bị hà kim nè. Mấy cái này về mấy bạn phải nuôi lại. Nó có bị hà kim một số chỗ nè. Cũng không sao. Phong cây thì đẹp. Chúng ta bỏ đi qua phế. Cây số 1 nha các bạn. Lồi có 5 cây. Cây số 2. Cây số 2 cái cốt nó cũng đẹp. Nhưng mà nó cũng bị cái lỗi là không có cành chỗ này nữa nè bạn. Không có cành số 2 nè. Nó không có cành nữa nè. Bạn thấy không? Mới vàng lấy cái cành này ghép áp vô. Lấy cái cành này ghép áp vô đây nè, ra một cái cành như thế này. Nó bị cái lỗi là không có cành chỗ này. Còn nếu mà chơi giải trí thôi uống đại cái cành chỗ này chơi luôn bạn ơi. Khỏi cần ghép áp. Anh em nào mà có mấy người mới biết chơi không biết ghép áp mà cứ uống đại cái cành ngay chỗ này luôn chơi luôn. Chơi giải trí mà. Dẫn vô giống như cành mượn thôi. Chung cây rẻ tiền chơi giải trí rồi này cành phong nữa bạn. Đó, chừa mình chừa lại nữa. Vậy bạn cắt tỉa uống lại. Chứ cây này cái cốt chỉ ngọn mình thấy cũng đẹp. Trồng này nó trồng hơi đứng. Trồng gì nè, trồng gì này nhé các bạn, đó. Trồng gì làm cái ngọn đứng lại chút, chứ cốt này nở đẹp, còn cành này uống lại nữa nha. Nói chung mình chỉ tỉa rồi mình chỉ tỉa mấy cái chét rồi người ta bỏ quen rồi cho thấy cái cây thôi các bạn ơi. Con này về mấy bạn tự làm nha, thử uống, chơi giải trí. Mấy cây này là 300.000 bao ship nha các bạn. 300.000 bao ship. Cái này thì có đủ tàn rồi nè. Cái này được, cái này đẹp nè các bạn. Như mấy cây nãy chắc nó mọc. Mấy cây nãy cái cốt cũng đẹp nhưng mà nó mọc không trúng. Có chỗ nó không mọc. Cái này đủ tàn rồi nè. Cái này mọc trúng hết trơn. Cái này trồng đứng lên chút trồng vậy nè. Làm mình lấy cái bầu nhiên. Cây này cây số 3 nha các bạn, cây nãy là cây số 2 nha. Cây này cây số 3. Cây này nếu mà vô phơm uống lại cũng đẹp á. Cũng được. Đế rồi cũng có hết. Cốt cũng bự rồi nha. Chắc khoảng 20. Chiều cao nói chung mấy cây này thành phẩm khoảng 23 tới lại. Cây số 3 nha các bạn. Nãy giờ mình quay 3 cây rồi. Cây số 4 nè. Cây số 4 cũng bự, mấy cốt hôm nay nó bự rồi. Cốt này nó bự hơn mấy cây hôm qua thì cây nhỏ thì nó khéo, cây bự vậy đó. Cây cũng được. Cây này nó có sẹo rễ ngay chỗ này nha các bạn. Cái rễ này nó bị chổi mình đục bỏ luôn nè. Chổi ra hồi xưa người ta không có làm tao thấy. Ê, nó có vết sam như này nữa nè bạn. Vết sam ngay cái rễ này, quay gần cho bạn để mà công về nói này nọ.
chỗ này nó có sẹo rễ chỗ này với cái vết sam ở chỗ này. Mấy cái sẹo này chưa có liền đâu nha các bạn. Các bạn về nuôi không khéo nó mấy cái này chơi giải trí thôi nha. Cái này cái cây nó có form sẵn có cành hết. Dựng ngọn vô lụm. Chơi cơ bản thôi. Cái này giá rẻ rồi. Cây này cây số 4 nha các bạn. Hôm nay mình quay clip này có 5 cây à. Nói chung đi nguyên ngày hôm nay cũng không có cây gì hết trơn á. Mấy cây này nè. Cây số 4, cây số 5 nè. Trời ơi cây số 5 bự chán luôn. Nhưng nó bị vô một vết sẹo như này nữa nha. Cây này nó bự mà đẹp nữa. Cây này nó gần guốc bự. Nhưng mà nó có một vết sẹo nha, với lại sẹo này nó chưa có liền đâu nha. Sẹo này chưa có bao. Cây này nếu các bạn về uống kỹ nguyên cái bộ tàn đó là kính luôn á. Vậy mấy bạn lấy máy lụa đánh lại cái chỗ này cái keo vô. Cây này cái đế nhìn nó cũng cứng cáp nữa. Nhiều bạn làm lại bạn. Có mấy cây nó bị rong riêu quá trời về mấy bạn phải lấy bằng chải sạc ra nha, như cây này cũng vậy. Mình chải sạc ra cho cây nó sạch, một phần là cây nó sạch cây. Thứ hai là nhìn cái cây nó không yếu ớt. Cây mình nó sạch sau này nó bị không bị nấm mốc rồi nó mới yếu cây. Nấm mốc thì nhìn cái cây nó già nuôi nhưng mà nó cái đó là nó hại cây nha mày chứ không có lợi ích gì đâu. Nói chung cây phải sạch sẽ. Còn cây nấm mốc rêu phong là những cây già yếu, những bị nấm mốc tấn công y như con người bệnh hoạn vậy. Nó không phải là cây ngoài tự nhiên như cây những cây trong rừng, cây lớn thì nấm mốc rong rêu nói chung nó cũng bị ảnh hưởng nhưng mà nó không ảnh hưởng tới giống như là nó quá lớn rồi, cái sức ảnh hưởng của rong rêu nó không có bị ảnh hưởng nhiều nha mấy bạn. Còn như những cái cây của mình là những cây nhỏ, những cái cây mà si là rong rêu nó bám dữ lắm. Còn những cây trong rừng các bạn vô thấy không, không khí nó ẩm, rong rêu nó mọc, nấm mốc nó mọc, núm luôn nó mọc, lan nó mọc tùm lum trong đó, nó ký sinh trong đó. Nhưng mà tại là do là cái cây nó quá lớn, cây nó quá lớn nó không ảnh hưởng nhiều tới cái tình trạng của cây. Còn như mình ở đây là cây nhỏ, cây mini bonsai vô chậu sức sống nó đã bị hạn chế rồi. Nếu mà nó bị nấm mốc tấn công nữa rồi coi như xong luôn, cây níu xìu à. Bởi thì phải sạch sẽ, nói chung nó phải sạch sẽ mà. Cây số 5. Cái này cũng được, cái này mình thấy được. À, coi chưa sẹo này nha. Sẹo này chưa liền luôn nha. Nhưng mà cái này mình thấy được. Cái này nói chung cũng có tiềm năng á. Nhưng chưa có nuôi. Nuôi lên cũng được, giá giá vậy là quá quá. Nó rẻ, quá rẻ thì hơi quá nhưng mà cũng được mấy bạn. Nó quá rẻ thì cũng không đúng. Cũng được, so với giá gì. Coi như cây này có 200 mấy, 270. Ủa, 250 mấy bạn. Coi như bao ship còn 250 bao nhiêu, trời quên nữa. Tiền ship nữa. Cây còn 250 à. Cũng nuôi nha mấy bạn.